Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu Workman của One Second Click Buy. Một người chơi Workman đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn yêu mấy nhà Workman đến từ Việt Nam và đến từ các quốc gia khác trên thế giới ha. Và đặc biệt là xin gửi lời chào và cảm ơn các bạn đã follow cái kênh của mình. Kính thưa các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu tiếp tục đến các bạn một chiếc Workman của Sony. Nó đặc biệt là nó có đây là dòng Workman Sony nó sản xuất để dành riêng cho các vận động viên thể thao các bạn. Nó gọi là dòng sport, là dòng thể thao các bạn ha. Vâng, đó là chiếc Sony Workman AF58 được sản xuất năm 1988 các bạn, và đây là một chiếc Workman của dòng thể thao. Rồi, chiếc Workman này có những cái thông tin gì? Mời các bạn theo dõi video. Chiếc Workman này nó có chiều dài là 104mm các bạn. 140mm các bạn, rất là dài. Bề rộng của nó là 104mm các bạn và mái dài 47mm. Máy rất là sở hữu kích thước rất là lớn và trọng lượng của nó là 350g các bạn. Một chiếc máy khá dày và nặng. Và nó phát hành, nó sử dụng, nguồn sử dụng của Workman này là nó sử dụng hai viên pin AA bỏ trong thân máy các bạn, và một cái nguồn cắm ngoài thân máy. Và chức năng thì nó có chức năng radio FM và có chức năng phát cassette, không có chức năng ghi âm các bạn ha. Đó là nguồn sử dụng và chức năng của chiếc máy này. Thì trước khi vào phần mô tả cái chiếc máy này thì tôi cũng tóm tắt luôn là chiếc máy này nó dành cho các vận động viên thể thao, cho nên nó có một cái thiết kế rất là riêng biệt, và thiết kế mặt trước mặt sau của nó là hoàn toàn bằng nhựa. Và thiết kế đóng nắp mở nắp của cái Workman này nó là thiết kế chống hơi nước, chống hơi nước để các vận động viên thể thao trong quá trình hoạt động thể thao là nó xâm nhập nước vào trong chiếc máy này, cho nên là nắp đóng mở của nó đều có ron chống nước hết các bạn ha. Đó là đặc trưng của dòng sport, dòng thể thao các bạn ha. Rồi, chiếc Workman này có những cái thông tin gì? Thì trước khi vào phần các cái thông tin gì thì tôi xin mở cái chức năng phát, và chiếc máy này mình cũng xin nói luôn là nó chỉ phát có một chiều thôi các bạn. Mời các bạn nghe thử chức năng phát. Nhìn xe kế qua màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhường tiếng đưa, lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng dâng lên tim biết bao giờ cho quay, mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay, mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ.
chút gì đấy vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi muôn làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn non nữa vinh quang trong thiên ấn thân mình, để người trai linh chiến quay về gia đình tìm vui bên nương ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành dù hồng sẽ duyên. Tôi chúc. Rồi, tôi xin tạm dừng cái chức năng phát thử của chiếc máy này để vào phần mô tả của chiếc máy này các bạn. Thì kính thưa các bạn, chiếc máy này nó có ưu điểm là nó là dòng thể thao sử dụng hai viên pin AA rất tiện lợi. Và nhược điểm của chiếc máy này là nó thiết kế bằng nhựa mặt trước mặt sau các bạn ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nên nhược điểm thứ hai là kích thước của nó quá cồng kềnh đi, nó rất là to và nặng các bạn ha. Rồi. Mình sẽ vào cái phần mô tả của chiếc Walkman này, mời các bạn xem phần mô tả. Rồi, mặt trước mặt sau bằng nhựa. Mặt sau này có một cái đai này mình dắt vào cái bút lưng mình các bạn. Đó, cái đai. Và mặt trước thì ở đây là có một cái cửa sổ bàn. Và nó thiết kế bằng nhựa, mà đặc trưng của dòng Sport này là nó hay có màu vàng các bạn. Màu vàng, nhựa màu vàng nhìn rất là đẹp các bạn. Nhìn cái nhựa này là nó lão hóa rồi, nếu như mà nó mới luôn là nó đẹp lắm luôn các bạn. Nó màu vàng nó nổi luôn. Và máy này có chức năng radio, thì cái cửa bằng radio ở phía trên này ha. Ở đây Sony Sport, dòng thể thao Walkman. Và nó có một cái cửa sổ băng dưới này nhỏ thôi, mình chỉ thấy một cái cửa băng quay thôi các bạn. Ở dưới này có cái một cái đồng hồ và ngày tháng, nó set ở dưới này. Đây MOS, đây là alarm và cái đèn. Để thử có đèn không, chẳng có thấy còn đèn nữa các bạn. Và đây là ngày tháng mình chỉnh ở mặt trước các bạn ha. Đó là mặt trước. Và mặt sau là có cái đài. Mặt phía dưới đây là nó cũng tróc rồi các bạn, tróc tem rồi. Đó là tem máy và các thông tin về máy ha. Và máy này được Sony Walkman sản xuất ở Malaysia các bạn ha. Bên này thì nó chỉ có cái bản lề của chiếc máy thôi các bạn. Mặt trên thì đây hai cổng phone các bạn ha. Và ở đây đèn báo máy hoạt động là chỗ này là cái nút dò đài và chỗ này là cái volume. Thì tôi sẽ mở cái hộp băng ra, là nó mở, nó có một cái khóa gì đây, mở ra. Và các bạn thấy nè, hồi nãy mình nói rồi, nó thiết kế những cái nắp này nó có ron chống nước hết các bạn. Đây là có cái ron các bạn. Khi mà cái ron này bóp vào và khóa lại thì cái ron này nó sẽ ép vào cái vỏ, khung vỏ này các bạn. Và nó kín bưng nước, kín nước luôn các bạn ha. Và ở đây nó chạy một chiều. Ở đây có các chức năng của máy. Chỗ này là có nút nè, gạt qua là AM, gạt bên trái là AM, gạt bên phải là FM các bạn ha. Và ở đây nó báo máy chạy một chiều. Ở đây là cái hộp pin, có hộp pin của máy. Và trong cái hộp pin này nó hướng dẫn cho các bạn lắp cái pin nữa là ở đây. Và nó có một cái dây, nếu các bạn tháo pin phải có cái dây này các bạn kéo ra. Cái hộp pin nó rất là sâu các bạn, cái viên ở dưới nó chìm xuống dưới luôn. Và cái ấy tôi tháo ra cho các bạn xem. Đó, mình kéo ra là nó sẽ bung hai cái pin ra các bạn. Và nếu mình lắp vào thì mình phải lắp cái đầu dương vào trước, xong rồi mình đẩy, đó là một viên. Rồi viên thứ hai cũng theo cái sơ đồ của bạn rồi đó. Và cái nắp pin này mình lắp như sau, mình đặt cái tay qua hướng này và mình đè xuống chỗ này, nó có một cái gờ, nó kêu cái bóp là nó đóng nắp pin lại. Chỗ này mình muốn mở là mình bấm vào chỗ này các bạn, chỗ này có một cái khóa này các bạn. Bấm vào cái khóa này
và mở là nó ra. Đó là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là tháo lắp pin rồi. Băng cassette thì mình mở thì nó cầm ở tay và gỡ ra thôi các bạn. Đây là bộ cơ của máy các bạn. Thì bộ cơ này nó thật với các bạn ấy, nó cũng không có cái gì mà để mà hư ấy các bạn. Nó làm toàn cái vật liệu to đùng đùng hết, và nhông cơ của nó là nó lớn, và đặc biệt là cái thiết bị mà nó dùng để làm cho cái dàn thể thao thì cái bộ cơ nó rất là chắc các bạn. Bởi vì trong quá trình luyện tập và thể thao thì cái thiết kế của nó là nó ưu tiên cho cái thiết kế mà vận động mà, cho nên là cái bộ cơ của nó là rất là chắc các bạn ha. Rồi, đây là có cái bu lông để mình tháo lắp cái khóa đai lưng chỗ này. Để mình tháo ra thử nó có cái gì chỗ này không. Để cho các bạn xem luôn. Tháo cái nắp lưng ra chỗ bay về đây thôi các bạn. Và lắp lại thì nhìn thấy nó đẹp, chứ còn tháo ra nhìn thấy nó hơi xấu ha. Rồi, lâm tay tháo bình thường thôi. Chỗ này nó có cái nút gì chỗ này, nhưng mà nó bị hỏng rồi các bạn. Người dùng người ta xài nó hỏng ở chỗ này rồi các bạn ha. Mình cũng không biết cái nút chỗ này nó có tác dụng gì chỗ này đây. Chắc gì nguồn quá, không có cái dấu gì để mình nhận biết chỗ đó ha. Và cái mặt bên trái này thì đây là fly này, đây là tua nhanh, lùi nhanh, và đây stop, và đây là mở radio. Thì mình đè cái này xuống các bạn, và mình tắt là mình đè đè phát nữa là nó tắt radio các bạn. Rồi, có một vấn đề ở trên chiếc máy này, mình xin nêu ra cái khuyết điểm. Thì chỗ này mình không biết chỗ này có một cái khóa gì chỗ này đây, và người dùng người ta làm đã hãm chỗ này rồi các bạn ha. Đặc biệt là ở đây nó có một cái nút volume chỗ này các bạn, và chỗ này có một nút dò đài. Mà cái nút dò đài không biết, chắc vận động viên thể thao nào luyện tập thể thao mạnh quá rớt cái nút ra rồi các bạn, cho nên là không có cái nút nha. Cho nên là tôi cũng không có test được cái chức năng radio của chiếc máy này nữa các bạn. Không có nút và làm sao test được. Cái thứ hai, cả một cái nữa, chỗ này thường thường thiết kế của Sony là hắn có một cái bộ phận mà che chắn cái lỗ phone này các bạn. Nó có một cái cục su là nó che chắn cái phone này, nhưng mà chắc đứt, bỏ đứt rồi các bạn ha. Đó là nhược điểm của chiếc máy này. Chỗ này con ốc là nó lâu ngày quá rồi, nó cũng có cái dấu hiệu là rỉ rác rồi các bạn ha. Thì máy lâu rồi mà, nhưng mà bộ cơ chiếc máy hoạt động vẫn còn tốt, nhìn thấy màu cũng đẹp. Nếu các bạn order chiếc máy này về để trưng bày theo cái stain màu vàng thì cũng là một cái thói chơi quật mang và thói vui để chúng ta sưu tầm những cái chiếc quật mang. Và đặc biệt là những chiếc quật mang này, cái bộ sưu tập màu vàng của những có nhiều bạn ấy là thích bộ sưu tập màu vàng các bạn. Và nếu màu vàng này mình có một cái tủ kiến các bạn ha, mình đặt những cái chiếc quật mang này vào, mình sắp hàng là nhìn nó rất là đẹp và rất là thích thú các bạn ha. Rồi, đó là các cái thông tin về chiếc Sony Walkman AF58, một chiếc Walkman thuộc dòng thể thao của Sony, thiết kế với mục đích là cho các vận động viên thể thao vừa tập thể thao vừa nghe radio FM và đồng thời vừa nghe nhạc các bạn. Đó là những cái thông tin về chiếc Walkman này. Tôi xin tạm dừng cái chương trình video giới thiệu Walkman của mình tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào hết tất cả các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng kính chào.